Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Cát Lượng thời hiện đại. Hiện tại thì mình đang ở một cái khu du lịch nha quý vị. Được đóng trên địa bàn xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và cái khu du lịch này đấy thì nó cũng còn đang thô sơ lắm quý vị ạ. Nó cũng hỏi là không được người ta kêu là chỉnh chu. Thì bây giờ ấy là mình nó hỏi là đang ở trên cái khu du lịch này, này. Đấy. Khu du lịch này thì mình đã đi nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ review. Hôm nay quyết định review cho quý vị xem nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Cát Lượng thời hiện đại. Hiện tại thì mình đang ở một cái khu coi như là ở trong sâu ở bên khu du lịch thác Đá Hàn đấy quý vị. Thì bây giờ đây là cái cây nho này. Cây nho này thì trái nó rất là non nhé quý vị. Ở đây thì phải đi xe máy di chuyển thì nó mới tới được. Còn ngoài các cái nơi thì ở đây thì nó là một cái bể này, hồ bơi này. Cái hồ bơi cho cá nhé quý vị, chứ không phải là cho người nhé. Ở đây là nuôi không không biết là con gì luôn nhưng mà nó ghi là T3 này. Đó. Còn bên này thì nuôi T4. Cái T4 này là nó không thấy con gì luôn quý vị. Đó. Đấy, quý vị thấy chưa? Đầu tư coi như là công phu. Và dưới này thì nó là một cái hồ. Hồ cá này thì không biết có cá không và coi như là cũng chưa thấy có một cần thủ nào về đây. Đó. Mình hôm nay mình vào đây du lịch thì có cái anh này là coi như là đưa mình vào là quản lý của bên khu du lịch thác. Đây rồi. Đây T5 mới thấy có cá này. Cá này là cá rêu hồng. Xe này là xe của anh ấy. Và trên này thì trồng chanh dây nhé quý vị. Đó. Đến với khu du lịch này thì chúng ta di chuyển bằng chân không thì nó rất là phê nhé quý vị. Đòi hỏi là chúng ta là phải đi xe máy này. Đi di chuyển bằng xe máy thì nó ok hơn. Nhưng mà mình đi, nếu mà mình đi hả là coi như là mình đi mà mình đi nguyên ngày ấy thì mình đi xe xe máy thì nó không có bỏ hết bỏ các cái phong cảnh. Còn nếu mà mình muốn đi xe kia thì mình đây đây là bể bơi của cái Lươn Thái. Khu du lịch này thì nó nằm ở bên lươn thì nó không có cái con nào hết nhé quý vị. Từ từ em ơi, chờ với coi. Đây là nơi cái trang trại thỏ. Thỏ này nó đang chạy nhút nhát này, đó. Rất là tuyệt vời luôn. Nhiều. Và đây là cái từ từ mình tham quan thế làm gì đi vội vậy? Từ từ thôi. Ăn đi không nhanh được. Đây là cái con rùa con nhé quý vị. Rùa con này thì rất là nhiều luôn. Sao mà cái rùa con này nhiều quá vậy anh? Ba 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 này, ba ba. Ba ba. Quá trời luôn này. Đấy. Anh này là quản lý ở bên cái dự án bên này luôn quý vị. Giờ này là đưa cái gì cho nó ăn sai nghề nghe cá thịt cá rồi rau thịt củ quả thay sai nghề cho rồi cá rau củ quả các cái bên này cũng vậy là mấy bạn thỏ bên kia là thỏ
Còn bên này là gà. Gà sao? Gà sao? Chim chỉ đó quý vị. Người ta kêu là chim chỉ đó. Chim chỉ này thì miền Nam mình nuôi ít, còn miền Bắc hay nhiều. Bên này thỏ, các loại thỏ. Bên này thì đủ các loại thỏ. Đang trong quá trình lớn. Chưa thịt được hẳn. Sắp thịt nhé quý vị. Sắp được thịt rồi. Thỏ roti, thỏ nước ớt. Thỏ này là thỏ xào xả ớt cũng được. Hay là nướng cũng ngon. Rồi mình đi nơi khác đi. Đi nơi khác coi. Em đi. Bên này là nguyên các loại ếch, ếch cha, ếch mẹ, ếch con gì cũng có đầy đủ. Đầy đủ hết nhá quý vị. Hầu như là nuôi ở trên này thì nó không bằng cái kia hơn. Không bằng. Ăn rau củ quả là chứ. Dạ. Mình đổ chứ nè. Đầy đủ luôn. Mình đưa như vậy là nó không có lên được nè quý vị. Đó. Mình... heo rừng mình đi xem cái xăm heo rừng luôn nè. Bên này nuôi gì em? Bây giờ là nuôi bên này nuôi cá giống quý vị. Đó. Khu du lịch sinh thái đây thì mình mới review thôi quý vị. Còn các nơi thì mình review hết rồi. Đó. Gà đạ chưa quý vị? Thấy chưa? Bên này khoảng mấy hết anh? 36 hecta tất cả. 36 hết. Mà giờ mình làm hết tổng số là mấy hết anh? 12 hết rồi quý vị. Giờ đây là heo lai rừng hả? Lai rừng. Đây là heo lai rừng nhá quý vị. Còn bên này thì con này thì cũng là lớn hơn. Mà con này nhìn nó giống hơn nè. Con này nhìn giống giống rừng hơn này. Còn bên này thì lai. Đó. Con heo con ở bên này là giống y chang heo rừng. Còn ở dưới kia là có cái gì khám phá không anh? Đây là vườn bưởi, vườn cam bên này. Còn tổ yến bên này, nhà yến xa xa. Và đây là cái nơi câu cá cho mọi người hả? Dạ. Có nhiều ao, mình câu hết ao này đúng ao khác. Ao này là ao kia. Dạ. Mình có khoảng 20 ao. Mình có thả cá thêm không anh? Có thả cá thêm. Có thả cá thêm. Mình lùa cá mà xuống vô xong rồi mình nuôi xong rồi mình dân giống xong mình tái sử dụng lại xong mình đổ thêm cá ngoài vô nữa mình nuôi thêm. Dạ. Mình chỉ do thương mại mà nó tự nhiên bán tự nhiên. Dạ. Để ăn cho rau củ quả chín rồi cũng có thỉnh thoảng trộn thức ăn đó. Cái trộn thức ăn thì nó ít đúng không anh? Dạ. Còn đa số thì bên đó đang làm cái khu câu cá giải trí như khu khoảng diện hết ta. Bên kia hả? Dạ, bên bờ suối bên đó. Bên bờ suối bên kia là đang làm cái khu câu giải trí nha quý vị. Mình đi nãy giờ mới có nơi anh ha. Còn nhiều nơi lắm quý vị ạ. Chắc mình đi chân không vậy một ngày không hết đấy em. Ừ. Xa. Quay luôn. Ừ. Quay lên anh. Máy kia không có quay. Anh quay này anh cắt ghép sang bên kia. Ừ. Rồi mình đi đâu đi? Bây giờ cái này quay rồi. Quay rồi. Mỗi nơi. Giờ đi tiếp qua khu trang trại rau sạch đi. Ờ, trang trại rau sạch đi. Đang xử lý hồ, bên này là nuôi con lươn. Phong cảnh thì rất là đẹp, chu vi là khoảng 36 hecta. Đó là một điểm lý tưởng cho những ai thích tham quan, cũng giống như khám phá, rồi cũng giống như là thích là
đi đây đi đấy, đi ở miền Nam mình ấy thì nói chung ra thì rất nhiều nơi luôn mình chưa đi tới. À. Đây là hai người công nhân chăm chỉ. Thỏ này chủ yếu thì ăn rau cỏ. Cổng này là cổng bên khu du lịch nhá quý vị. Khu du lịch ở đây thì đặc biệt thì ngoài cổng chào làm rất là đẹp, có hoa, có quả, rồi có các cái rất là tuyệt vời luôn. Quý vị ơi, lần đầu mình chạy xe mà mình nó hỏi là đi qua cái cây cầu như vậy này quý vị. Đấy, quý vị thấy chưa? Chỉ có tải ở bên thác Đá Hàn thôi quý vị nhá. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ mình nó hỏi là coi như là chạy thử cho quý vị xem bằng một tay nhá. Này một tay thế này. Bên này không có tay nhá. Đó. Ôi ôi, nó ghê lắm quý vị. Rất là ghê luôn. Những ai mà đi chưa quen là đừng có đi một tay nhá. Vì coi như là cái chu vi của cái thân cầu này nó vừa đủ cho một chiếc xe thôi này quý vị. Vừa đủ cho một chiếc xe thôi. Nó không có hơn được nhá. Đấy. Quý vị thấy ghê chưa? À, các cái đám vườn nho thì có cái cô gái rất là đẹp mà đang đứng ở trong này quý vị. Vườn nho thì chưa có trái, chưa có trái nào già hết anh ơi. Đang có thôi nhưng mà nó chưa già đâu. Rồi quý vị vào trong coi run nhá quý vị. Run này thì mình nuôi luôn nhá quý vị, hầu như là không phải là thiên nhiên nữa. Ở đây mình đang nuôi khoảng 20 chạy thì cho cá Ừ. ăn, cho gà ăn. Đang Đấy. đang nuôi là 20 trại quý vị. Hiện Đấy. tại thì nuôi cho cá và Này cho được gà. khoảng 3 tháng là chuẩn bị thu hoạch để cho nó cá gà ăn từ từ. Run này là run hổ anh. Đúng đất. Ừ. Run Nó này giống run thì có thể mua giống ở giống. đây xong rồi các cái nơi người ta lại người ta cung cấp cho mình thì mình trồng nuôi thêm. Đó, quý vị thấy Xong chưa? rồi phần nó chi kỳ 3 tháng 6 tháng mình đổ gốc cây mình tấp Tốt. tạm bộ gốc cây cho cây trái nó ăn. Tốt lắm đấy, cái cây cái Bưởi, rồi xoài, rồi mít. run này là nó tốt lắm ấy, cái phân run này nó tốt lắm ấy. Tốt cho đất. Tận dụng cái này mình trồng các Ừ. cái dưới này chắc cái gọi chanh cây cây gắn. Cái gì nó cũng tận dụng được hết. Đây là nơi chân rây quý vị. Ừ. Đấy, chân rây thì rất là nhiều. Mỗi nơi thì có một cái nơi riêng. Ừ. Đó. Em làm tiêu đề là bao đất khách luôn ạ. Leo lên giả vờ hái cái coi em. Ừ. Đừng có hái nhá. Chưa chưa chín đâu. Đó, quý vị thấy người đẹp hái chân dây chưa? Đó. Xuống nha. Chân dây xuống. Đó, chân dây xuống. Ờ, trái đó bự hơn. Ờ. Ừ. Hái đi em. Đó. Đây. Chân dây nhá quý vị. Chân dây này thì nó tốt cho sức khỏe. Mình ra ngoài luôn anh. Mình theo đường này ra luôn, review ra ngoài luôn. 20 chạy vô đất rồi đó. 20 trại đó quý vị. Khu du lịch đầu tư cũng mặn tay đó quý vị. Rồi cho bạn vài trái đem về. Chưa chín mà anh. Chín rồi đó, ăn rồi em về 2-3 ngày là chín nè. Cái này mình xem rồi nè, chín rồi nè. Ở đây là cái đậu phộng nhá quý vị. Phải chứ? Trời ơi, ăn review mà. Đây Người nè. hoa sứ cực đẹp Người đấy. đẹp hung hoa sứ nè quý vị. Rồi đây là nho nho.
Được trái luôn hả? Trái bự nữa mà đúng không? Trái này còn xanh mà. Khi nào mà nó to như vậy này nó mới ra này. Đó. Sắp thôi. Sắp ăn được rồi nha mọi người. Sắp ăn được rồi. Người đẹp bảo là sắp ăn được rồi quý vị. Không quay ở trong thì... Quay rồi. Ừ. Giờ là sang bên rau sạch. Ở trên này thì nó có cái ao rất là tuyệt vời này quý vị. À, bên này thì nước hồ rất là tuyệt vời nhé quý vị. Hồ này là hồ bơi, tầm khoảng nửa mét thôi quý vị. Khoảng nửa mét cái mặt hồ thôi, tính từ chu vi. Mặt hồ này nửa mét hẳn? Dạ, từ độ sâu của nó từ 6 tấc đến 1m6. 6 tấc cho tới 1m6 nha quý vị, chứ không phải là nửa mét đâu. Mình nhìn như vậy thôi. Nhìn vậy nó nhìn nó cản hơn ha. Nhìn vậy nó cản quá, nhưng mà thật chất là nó tới cả mét mấy đấy quý vị. Mình di chuyển. Ở đây thì ao sen. Mà sen bây giờ đây là nó cũng không thần quý vị. Đó. Thác đá Hàn thì được biết đến là cũng lâu rồi, cũng chưa có cơ hội review. Hôm nay thì mình mới là quyết tâm chinh phục mọi khó khăn và thử thách. Không gian thì rất là đẹp luôn quý vị. Rất là tuyệt vời. Xíu nữa em chở anh qua ngay chỗ khu thác đá Hàn, cái chỗ này em biết nè. Còn cái bãi cỏ là cái đường nước trống mà hồi nãy mình đi đó. Thì bây giờ mình chỉ quay khu đây, còn cái khu mà bên chùa là thuốc. Phong cảnh ở bên thác này thì rất là tuyệt vời luôn quý vị. Đấy, quý vị thấy chưa? Thác đá Hàn này thì chu vi của nó thì rất là rộng luôn quý vị. Nằm ở trong này thì nó có cái ao và cái cầu. Đó, quý vị thấy chưa? Rất là ok. Không gian ở trong này thì tuyệt vời luôn quý vị. Và nơi này thì nơi mình du lịch mệt đấy quý vị. Thì mình sẽ nghỉ ngơi trong này nhá quý vị nhá. Hả? Bị sao rồi anh? Cảm ơn nhá anh ơi. Quý vị thấy chưa? Xung quanh thì có ao, có hồ. Và có cái ghế đá rất là tuyệt vời luôn. Thác đá Hàn thì là một nơi bây giờ đang chỉnh tu, cũng giống như là hoàn thiện hết các cái đường đi nước bước nhá quý vị. Ở không gian này thì thoải mái luôn. Có một tách trà nóng thì ngồi đây thì rất là khỏe luôn quý vị. Ngồi trên này thì vừa ngắm ao hồ, vừa ngắm cây cối và vừa ngắm tất cả luôn nha quý vị nhá. Nãy con quay từ trên kia đi dòng xuống. Dân nào? Nãy kêu ảnh kêu anh đi theo dòng xuống, anh chỉ xuống tại anh đi họp á, nên là anh kêu chạy. Đi đâu rồi? Ảnh đi đâu rồi? Anh đi họp rồi. À. Rồi giờ không có chỉ mình được. Giờ mình nó hỏi là không mất cái người chỉ phương hướng rồi quý vị. Nên là mình tự đi thôi. Anh không chạy xe qua đây luôn đi anh. Ừ? Chạy xe qua đây, lát nữa chạy lên đường này luôn. Ừ. Hay là lát nữa muốn đi đường đó em chỉ em đi đường đó, chạy ra coi vòng hoa được. Lát đi. Để xe đó được không? Chắc được. Chắc vướng mấy anh này đó. Để anh chạy theo đường này luôn đi nhá. Hả? Để anh chạy theo đường này đi. Hay là anh chạy qua đây, dưới đây đi rồi. Hả? Mình di chuyển xe díu nhá quý vị.